Hình như hôm qua anh hai con với lại Huệ Mẫn ở đây đúng không Xúc? À đúng rồi, Long với Huệ Mẫn mới đây nè. Chắc đi đâu học với mấy tên thuốc đó bà. Xúc, con hỏi Xúc cái này nè. Vậy Xúc thấy Huệ Mẫn như thế nào? Huệ Mẫn là cô gái xinh đẹp, hiền lành, dễ thương, lại ham học hỏi nữa. Chà, ai mà lấy được cô ta là có phước lắm á. Vậy là Xúc cũng đồng ý Huệ Mẫn đúng không? Vậy Ừ, Thịnh Long nhà mình có phước quá à. Ông chủ ơi, con biết á là ông chủ thương cả nhà, mà ông chủ về đây ông chủ phù hộ cho cô với cậu là được rồi, ông chủ khỏi phù hộ cho con. Con lại ông chủ, con biết hồi đó ông còn sống ông thương con nhiều lắm. Ông chủ đừng có về đây nhát con, tội nghiệp con. Con mở cửa ra ông chủ làm ơn đừng có cho con thấy ông nha, con sợ lắm. Cậu Tấn à, cậu cậu à, cậu có gì gì đi vô đây vậy? Tôi xin lỗi, tôi đi tìm anh Long có một chút việc, tôi vô lộn phòng. À, ủa mà cậu ở đây mà cậu không biết phòng con Long hả? Tôi xin lỗi, tôi vô lộn. Ổn quá, đẹp trai mà bị đãng trí. Còn lại ông chủ, còn lại ông, con đại diện cậu Tấn con xin lỗi ông, con với cậu Tấn không có ý gì vô đây để phá ông hết á. Con là con vô đây con dọn dẹp phòng ốc. Dạ. Ê, tao thấy lo quá mày. Tao cũng đang sóng đáy đây nè. Dính như ba cái vụ này á, coi chừng tao với mày đi giữa cột đó. Lỡ ăn lỡ nhậu, lỡ cầm tiền rồi, mày tưởng tao muốn lắm sao? Chết mẹ. Có công an mày ơi. Chào anh. Chào anh, cho tôi xem giấy tờ. Dạ. Còn ai ngồi trong xe? Dạ, đó là bạn của em anh. Chúng tôi cần kiểm tra xe. Dạ. Xin mời anh xuống xe. Dạ. Mở cốp xe. Dạ. Đồng chí kiểm tra vỏ của anh ta. Dạ. Cho bạn xem. Trong ba đồ có gì? Dạ không có gì đâu anh. Tụi em mới đi biên giới về, có chút quà mua gì cho gia đình, chứ không có gì đâu anh, không phạm pháp đâu anh. Tôi cần kiểm tra ba lô của cậu. Đồng chí giúp tôi kiểm tra cái ba lô này. Dạ. Xin lỗi anh. Dạ. Dạ sao anh? Yêu cầu anh xuất trình giấy kiểm định xe.
trong hộp này có gì? Đây là quà em mua về cho gia đình, không có gì đâu anh. Cậu mở ra giùm tôi. Dạ em đã nói rồi, trong đó chỉ có đồ thôi à, không có gì đâu anh. Dạ dạ. Đi đi. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã hợp tác với công an. Dạ dạ. Anh có thể cảm đi ơn. Cảm ơn. Dạ chào mấy anh. Chạy lại đi. Chạy nhanh đi mày. Ủa vậy là sao mày? Tao nhớ là tụi mình cứ để hàng trong cái giỏ này mà. Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Hồi nãy tao muốn đứng tim luôn á. Đứng tim rồi chứ. Ai gọi kìa? Alo. Đại ca hả? Em vừa mới bị công an kiểm tra hàng đó đại ca. Mà trong đó không có gì hết đại ca ơi. Đó là lực lượng chống buôn lậu. Họ nhận tin về việc có mấy chiếc xe buôn lậu để đến kiểm tra mấy đứa thôi. Ủa vậy là sao hả đại ca? Rõ ràng em nhận hàng từ biên giới vậy mà. Sao? Sao lại liên quan tới chống buôn lậu là sao? Tao thử tụi bay một chút thôi, để xem là thần kinh tụi bay vững thế nào. Thôi rút kinh nghiệm cho sau này đi. Sau này mà làm thiệt á, đỡ bỡ ngỡ. Dạ dạ, dạ dạ dạ, em biết rồi đại ca. Việc điều tra tội phạm hoạt động trong cộng đồng người Hoa đã trở nên rất phức tạp. Bản thân tôi cũng cảm thấy rất khó quyết định, bởi vụ án này có liên quan đến đường dây phạm tội ở nước ngoài. Ngay từ đầu tôi đã dự đoán vụ án này khá phức tạp, vì nhóm người này từ Hồng Kông đến, họ không chỉ làm việc với người Việt đúng không? Dạ đúng vậy. Chúng tôi tin rằng công ty bảo vệ An Hào chỉ là bình phong để núp bóng. Rất có thể họ có những hoạt động mờ ám ở đằng sau. Hiện nay An Hào có mối quan hệ rất mật thiết với Phan Đại Dĩ, là một người gốc Hồng Kông từ Campuchia qua. Tên này từng là một tay anh chị khét tiếng. Các đồng chí cứ tiếp tục điều tra, khi nào có cơ sở thì lên kế hoạch rồi đề xuất. Còn việc liên quan với Campuchia thì tôi sẽ liên lạc với cảnh sát hoàng gia ở bên đó. À, dạ, nếu vậy tôi xin phép triển khai ngay. À. Tốt. Dạ. Lẽ ra thủ trưởng tôi là người trực tiếp làm việc với cô, nhưng vì chú ấy đang theo một chuyên án khác cho nên giao nhiệm vụ cho tôi. Chúng tôi thật sự rất cảm ơn sự đồng ý hợp tác của cảnh sát Việt Nam. Sắp tới tôi rất hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ phía các anh. Trong quá trình làm việc, nếu có bất cứ khó khăn gì về chỗ ở, về chuyện sinh hoạt hay thủ tục hành chính, hãy liên lạc trực tiếp với tôi. Cảm ơn. Thật ra lúc ban đầu là tôi xin visa sang Việt Nam để du lịch. Sau 3 tháng thì các anh có thể giúp tôi gia hạn thêm visa có được hay không? Nếu như tôi chưa làm xong việc. Không thành vấn đề. Có bất cứ điều gì cô cứ liên lạc trực tiếp với tôi nhé. Vì tôi biết nói khá rành tiếng Việt cho nên mọi thứ cũng đỡ. Chỗ ở của tôi thì cũng tốt lắm, cảm ơn anh, không có vấn đề gì đâu. Cô đừng nói như vậy, hỗ trợ cho nước bạn làm nhiệm vụ là trách nhiệm của chúng tôi mà. Nói đến vấn đề này, tôi có một việc muốn nhờ anh giúp. Xin cô cứ nói. Như trong thư gửi cho phía các anh, nhiệm vụ của tôi khi sang Việt Nam làm việc là thu thập chứng cứ phạm tội của Hoa Kiều ở Việt Nam. Vậy thì tôi có thể nhờ các anh cung cấp hồ sơ của những đối tượng này được hay không? Xin lỗi cô, vấn đề chia sẻ thông tin mật là ngoài quyền hạn của tôi. Tôi sẽ xin ý kiến cấp trên về vấn đề này sau vậy. Về quy tắc thì tôi hiểu mà. À, Judy, nếu tiếp cận với đối tượng của hình cảnh Hồng Kông, cô có an toàn không? Bởi vì đó là một tên mà chúng tôi muốn lưu ý về mức độ nguy hiểm của hắn ta.
Trước mắt để tránh việc bứt dây động rừng thì một mình tôi sẽ xoay sở việc này. Nhưng khi tìm được bằng chứng cụ thể thì lúc đó đồng đội của tôi sẽ hỗ trợ. Cấp trên của tôi cũng có lưu ý về vấn đề này. Bởi vì đây là một chuyên án lớn, phức tạp và có liên quan đến đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Bởi vậy phía Hồng Kông cần sự hỗ trợ vài người thì bất cứ lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng. Cảm ơn. Dạ thưa Súc, con thấy bản kế hoạch này rất chi tiết và cụ thể rồi đó. Chúng ta có thể tiến hành bất cứ lúc nào. Không đơn giản như con nghĩ đâu. Mỗi lần đến địa phương mình phải xin giấy phép mới. Bây giờ mình tổ chức lại, mình phải xin giấy phép lại và tìm người tham gia nữa chứ. Nói thiệt á, đúng là mấy cái thủ tục giấy tờ này cũng mệt ghê ha. Nếu không có là không được hả Súc? Lúc trước á, thành nguyên viên của mình á, đa số thành phần là thành viên của võ đường với lại đội lân. Bây giờ đội lân bận rộn nhiều quá rồi, còn võ sinh thì lại có người còn người nghỉ. Vậy bây giờ Súc làm lại bản kế hoạch này xong rồi liên lạc bên địa phương giùm con được không? Được thôi. Súc sẽ kêu Huệ Bẩn đi với Súc đi tiền trạm trước. Con có nhớ lần bắt thuốc ở xã lần trước không? Họ rất hài lòng về Huệ Bẩn đó. Súc đó cũng bằng thừa không mà, Huệ Bẩn ai mà không hài lòng chứ. Thương cho cô ấu cũng tròn ha. Huống hồ về cô Huệ Bẩn vừa thông minh vừa xinh đẹp chứ. Súc khen cổ bằng thừa với con rồi. Súc à, tình cảm là tình cảm, công việc là công việc, cái gì cũng phải rõ ràng chứ. Vậy đó, giao con á, việc mà Huệ Bẩn tiếp tục tham gia thiện nguyện nha. Dạ. Xong rồi Súc sẽ liên lạc để con đi xuống xã. Giới thiệu với cậu, đây là An Hào bạn tôi, còn đây là Chào Tuấn anh. Vũ. Chào cậu. Cảm nhận mọi tiệc. Hôm nay tôi đưa cậu về đây để tham quan một điểm chơi bạc trên mạng để ông hình dung trước khi cho triển khai tại thành phố. Các website đánh bạc trực tuyến thông qua việc lắp đặt các chảo thu phát đặc sắc biên giới Việt Nam Campuchia và Việt Nam Trung Quốc. Từ các chảo này sẽ thu phát tín hiệu Wi-Fi trực tiếp từ các casino qua các chảo bên kia biên giới. Canh chỉ tìm rồi sao nữa, thưa ông Phan? Hãy ngồi có tí tủ chờ. Các casino ở nước ngoài được gắn camera ở các bàn đánh bạc để ghi lại hình ảnh hoạt động của một lần đánh bạc. Sau đó đưa thông tin hình ảnh lên mạng internet qua các website đánh bạc trực tuyến cho các con bạc trong nước đánh bạc. Mỗi lần chơi chỉ trong vòng 30 giây đến 1 phút, người chơi trực tuyến phải nhanh tay chọn cược bằng việc liên lạc với chúng tôi để tạo nickname, nhận bắt quật mới trên máy vi tính và điện thoại di động, đồng thời phải mở thêm tài khoản tất cả các ngân hàng để tiện việc giao dịch thắng thua. Vậy thì các anh sẽ nhận được bao nhiêu phần trăm hoa hồng? Khoảng 8-10% tổng số tiền con bạc đặt được trong ngày. Và tiền này được gọi là tiền lưu linh. Càng có nhiều con bạc tham gia thì chúng ta càng có nhiều lợi nhuận, thưa ông. Tìm. Sau một vòng tham quan, cậu thấy thế nào? Cảm cho tôi hổ. Tôi thấy cách này cũng hay, nhưng tôi vẫn cảm giác còn con quá và công nghệ chưa cao. Nguồn tiền thu về chưa ổn lắm. Vẫn là một kiểu làm thuê kiếm tiền. Cơ ngơi này tuy không lớn, nhưng biệt lập, lại xa thành phố, ít bị để ý.
chủ dịch vụ này làm quen với tôi khi tôi còn đang điều hành sòng bạc tại biên giới. Tôi chấp nhận cho anh ta gắn với mình như một chân rết tại Việt Nam. Nhưng cậu anh Hào nói rất đúng, quy mô chơi thế này nhỏ, cò con, và nói theo kiểu người Việt Nam là không có đã. Tôi với cậu phải tổ chức casino sao cho xứng tầm, được không chứ? Chí Thành hay. Nè, còn công việc bảo kê của cậu, cậu tính sao? Có gì vậy? Bây giờ tôi đã hợp thức quá bằng cách chuyển sang công ty bảo vệ. Nếu tình hình hợp tác với ông Khả Ngoan thì tôi sẽ giao nó lại cho đàn em tập trung vào cái này với ông. Cậu nói đúng, một khi cậu và tôi bắt tay vào việc tổ chức casino trên mạng, tôi cũng tính khuyên cậu nên giảm bớt hoạt động lộ liễu tại Việt Nam, dễ gây chú ý. Tôi biết mà. Thôi mình đi. Tiến Vũ nè, trong tương lai á, An Hào sẽ làm việc với cậu. Hay nói một cách khác á, An Hào sẽ thay tôi quản lý cậu. Chúng ta sẽ tổ chức những mô hình cờ bạc quy mô hơn, lớn hơn, hay còn gọi là casino trên mạng. Em hiểu rồi ông chủ. Rất vui được hợp tác với anh. Hợp tác thành công. Thôi mình đi. Theo tôi tìm hiểu, hiện nay casino trên mạng Việt Nam có hai mạng iBet và Sportbet đang làm mưa làm gió. Tuy nhiên, con bạc của chúng chỉ giới hạn trong những con bạc biết ngoại ngữ và một số con bạc lớn mà thôi. Tôi có lần cũng từng được chào mời tham gia chơi mấy trò này. Mình sinh sao để muộn, nên muốn cạnh tranh vào lĩnh vực này không phải đơn giản đâu. Đúng như vậy. Nhưng tôi tin cậu. Nếu chủ cậu sẽ làm rất tốt. Chúng hữu còn tốt hơn tôi nữa. Tức không gì? Tham gia sao mà thì có cái thiệt thòi của kẻ giàu sao? Nhưng cũng có cái lợi là ta rút được kinh nghiệm, không sợ kinh của những kẻ đi trước để làm bài học. Thêm cậu. Tôi nghe nói cậu có công đưa người chơi và tham gia sâu vào hai mạng iBet và Sportbet đúng không? Ông Phan à, ông nắm bắt thông tin rất là nhạy. Tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian để đánh người vào ban quản trị của hai mạng này nhằm tìm hiểu hoạt động mạnh yếu của chúng. Sau thời gian tìm hiểu hoạt động của hai mạng, đến giờ tôi có thể khẳng định thời điểm tiến hành của chúng ta đã chín mùi rồi. Mình làm như vậy cậu có thích không? Rồi cậu không nhận mà ghét mình luôn thì sao ta? Hay là thôi đi. Ủa, anh Long, mời anh vô nhà uống nước. Thôi được rồi, thôi để bữa khác đi. Vậy anh tới tìm em có chuyện gì không? Mà sao ông đợi tới tiệm thuốc nói luôn, qua tới đây chỉ cho cực. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Có chuyện gì vậy anh? Em coi nè, đẹp không? Quái đâu mà đẹp quá vậy? Anh tặng em hả? Anh tặng em đó. Mà sao anh tặng qua cho em vậy? Bó hoa này thay cho lời mời em vào nhóm từ thiện, nhóm làm thuốc đông y. Thì ra là vậy. Em hiểu ý anh rồi. Em sẽ đi cùng anh chứ? Tất nhiên là đi chứ. Nhưng mà em nói nè, lần sau muốn nhờ em thì cứ nhờ đi. Tặng hoa chi cho mắc công. Lần đầu mới lịch sự vậy thôi.
Cái anh này. À, chiều nay em không qua tiệm thuốc được, em bận chút chuyện. Vậy hả? Em đi đến mấy giờ? Hay là buổi tối anh qua đưa em về nha? Buổi tối nguy hiểm lắm, vết thương bữa trước còn chưa lành. Dạ, sao cũng được. Thôi vậy anh về. Dạ, bye anh. Bye. Đến rồi hả cưng? Dạ. Anh đi bằng gì tới vậy? Em đi taxi. Vậy hả? Dạ. Em giỏi lắm, lúc nào cũng đến đúng giờ. Có bao giờ anh kêu mẹ em tới trễ đâu. Em ngoan lắm, như vậy em mới thương chứ. Thôi em vô đây ngồi với anh. Ngồi đây đi cùng cưng. Sao? Bọn anh nhớ em lắm hay sao mà gọi em qua gấp vậy hả? Lúc nào em cũng kêu xa, đẹp như công chúa. Bảo sao anh không nhớ em được chứ. Công chúa của anh. Nè, cái vụ anh nhờ em, sao chưa động tĩnh gì hết vậy? Biết ngay mà. Lúc nào ngọt ngào với em cũng chỉ vì công việc mà thôi. Nè, em đừng có nghĩ vậy. Cái chuyện mà anh nhờ em, bởi vì anh tin tưởng em nhất. Ngoài em ra, không ai có thể giúp anh được. Với lại cưng à, cũng là công việc cũ của em mà. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Ba anh ta vừa mới mất, còn anh ta thì chuẩn bị đi lên chức trưởng môn. Bây giờ khó tiếp cận anh ta lắm. Anh nói được là được. Bởi vì trước đây á, thằng Long nó mê em mà chưa có điều kiện. Bây giờ em tiếp xúc nó một cách nhẹ nhàng thôi. Em không chắc là làm được đâu nha. Em đừng có lo xa quá. À, em biết Huệ Mẫn, em gái của anh không? Dạo này á, nó hay tiếp xúc với thằng Long. Thái độ của thằng Long cũng rất tốt. Nếu mà Huệ Mẫn có được lòng tin của anh Long, vậy sao anh không kêu Huệ Mẫn làm chuyện đó đi, mà cứ bắt em phải làm? Anh nên biết là bây giờ em chỉ thương có mình anh thôi mà. Nếu em gái của anh á chịu nghe lời anh thì đâu có chuyện gì để nói. Thôi cưng ngoan, công chúa yêu của anh, nghe lời anh đi. Anh nghĩ không có lâu nữa đâu. Em chỉ cần lấy thông tin của thằng Long, nó mà tin tưởng em rồi, xem như mọi chuyện đều ổn thỏa. Nghe cưng. Thôi được rồi, để em làm cho. Như vậy em mới đúng là công chúa yêu. Nhưng giúp anh nghe, công chúa yêu của anh, anh yêu em nhất đó. Alo. À, chào cô. Tôi là Hiếu đây. Người đã gặp cô ở quán cà phê đó. Cấp trên vừa có ý kiến chỉ đạo về chuyện cung cấp hồ sơ dữ liệu hỗ trợ cho phía cô điều tra. À, như vậy thì hay quá. Nếu tôi được biết về Phan Đại Dĩ thì gần đây hắn mở hoạt động tại Việt Nam, chủ yếu là thông qua việc hợp tác với tên An Hào, nên chúng tôi vẫn chưa có nhiều tư liệu về hắn. Riêng An Hào thì mọi thứ khá rõ ràng. Giang hồ, có bóng mặt, thủ đoạn và đặc biệt là khá manh động. Đặc biệt, dù hắn từ Hồng Kông sang, nhưng hắn cũng có người thân ở đây. Huệ Mẫn chính là em ruột của An Hào. Lý do của cô gái này ở Việt Nam không liên quan tới An Hào đâu. Còn chuyện gần đây có qua lại thường xuyên hay không thì tôi nghĩ cần phải tiếp cận thì mới biết được. Cảm ơn cô. Hồ sơ liên quan đến Phan Đại Dĩ và An Hào tôi đã gửi qua email cho cô rồi đó. Cô vui lòng check mail xem nha. Được rồi, tôi sẽ xem. Thật tình rất cảm ơn anh về sự hợp tác. Không có gì đâu. Chào cô. Cảm ơn anh. Chào anh.
Đây là số tiền dẹp sòng bạc bên cầu kiệu. Tụi mày lấy đi. Đem con bỏ chợ như vậy là không được rồi. Đại ca An Hào chơi không đẹp. Đại ca An Hào, đây có một số việc lớn cần phải làm, không thể nào để cho tụi bay ảnh hưởng được. Ông chơi cú này chẳng khác nào dắt tranh bỏ vỏ. Đúng rồi, chơi vậy sao được đâu. Tạm thời ngưng thôi. Nhưng đại ca chỉ sử dụng tụi bay mà. Tất cả những hoạt động cờ bạc chấm dứt hết. Nhớ, không làm bất cứ việc gì để công an để ý nghe chưa. Đại ca tính thảy cho tụi này một tháng vài triệu để rồi hút cháo hả? Nếu đại ca không cần bọn này nữa thì để bọn này tự lo cho bản thân của mình, chứ đừng có nuôi chó rồi quăng cục xương cho nó, cho nó sủa gâu gâu á rồi mặc kệ hả? Cây sòng ngã tư ga coi như chấm dứt từ đây. Có lẽ mối quan hệ giữa tụi này với đại ca An Hào cũng chấm hết. Mai mốt có gì cứ hú, mình cứ khẳng khái cho nó thoải mái. Tụi này không nhận tiền đâu. Ủa vậy là sao? Trả đi, không lấy đâu. Nè, bình tĩnh đã. Chỉ là tạm thời, đại ca An Hào không sử dụng tụi bay thôi. Nhưng mà nếu có người khác sử dụng thì tụi mày có theo không? Nếu như đại ca nói vậy, bây giờ ý đại ca muốn gì? Tụi này đã dấn thân vào giang hồ rồi thì không sợ bất cứ chuyện gì nữa đâu. Việc này á, kiếm tiền rất là nhiều, nhưng mà án tử cũng không ít đâu. Tụi mày suy nghĩ đi. Mày sao? Tao không muốn ngán mày. Tao cũng sợ. Thôi, nghe mùi súng đạn chết chóc, em không chơi. Em sợ trúng trước. Trời ơi, tao nghi nhát mày. Em cũng không chơi. Còn tụi bay sao? Chơi thì chơi, sợ gì? Giờ mày chơi không? Chơi thì chơi, sợ gì nữa? Mày chơi không? Chơi. Còn mày, lỡ rồi chơi luôn. Được rồi, bốn tụi bay chơi đi. Chơi thì chơi, còn tao đi về. Tao cũng về. Đồ chết nhát. Ở đây còn bốn thằng với lại tao. Giờ chấp nhận cuộc chơi đúng không? Ok. Qua đây, chỉ cách chơi. Ra đây. Anh Long. Chào Quyên. Anh tới rồi, ngồi đây đi. Anh uống rượu nha. Cảm ơn em. Anh không uống rượu như trước đây đâu. Em tìm anh có chuyện gì không? Em mới nghe tin là anh vừa về mà chờ hoài không thấy liên lạc, cho nên là em mới gọi cho anh. Mời anh đi ăn để chúc mừng anh nha. Cảm ơn em. Anh ăn đi. Anh sao vậy? Anh không vui hả? Em cố tình mời anh tới nhà hàng này là để cho anh có cảm giác như là hai đứa mình đang ăn ngoài biển vậy đó. Anh thấy thì sao? Em cũng lãng mạn quá ha. Nhưng mà thôi, chắc là anh có việc xin phép phải đi. Ủa, bộ tối nay anh có hẹn với ai hả? Anh có hứa là sẽ đón một người bạn. Mà cuộc sống của em dạo này ra sao rồi? Công việc của em đâu có chuyện mà sống tốt được chứ. Nhưng mà em vẫn nhớ lúc đầu khi gặp anh giúp đỡ em rất là nhiều. Quyên à, đó là chuyện quá khứ, em đừng nhắc lại nữa. Anh nghĩ bây giờ em nên tìm một công việc ổn định, tìm một người đàn ông để mà có chỗ dựa vững chắc và an toàn, như vậy sẽ tốt cho em hơn. Hôm nay anh tới gặp em chỉ để nói những chuyện đó thôi sao? Có vẻ như anh Long hôm nay ngồi trước mặt em khác quá. Khác so với người mà em đã từng gặp, người mà hứa hẹn với em rất là nhiều điều. Anh xin lỗi Quyên. Từ khi anh vào tù, ở trong đó đã dạy anh rất nhiều điều. Anh đã giác ngộ ra nhiều thứ. Trước đây anh bồng bột, không nghe theo lời dạy dỗ của gia đình. Anh đã phải trả một cái giá quá đắt. Anh nghĩ anh bồng bột như vậy là đã đủ rồi. Vậy bây giờ anh tính đoạn tuyệt quá khứ
trong đó có em luôn đúng không? Quyên à, em định nói như vậy. Chuyện tình cảm trước đây anh dành cho em, đó chỉ là tình bạn. Anh coi em như là cô em gái mà thôi. Anh hy vọng em hạnh phúc và vui vẻ. Mọi việc sẽ thuận lợi với em. Anh đến đây chỉ để nói với em những điều đó. Hy vọng em đừng có giận anh. Anh làm em bất ngờ quá. Anh thay đổi thật rồi. Thôi, em không biết là anh có hẹn với ai hết. Nhưng vì lý do anh từ chối em, cho nên anh phải có trách nhiệm ngồi ăn uống và nói chuyện vui vẻ với em. Em không để cô nào bắt cóc anh đâu. Có cần nghiêm trọng như vậy không? Có chứ sao không. Xem như đây là lần hẹn hò cuối cùng của tụi mình. Ủa không sai không về nha. Vô nè. Vô anh. Sorry seems to be the hardest word. Ăn đi em. Em nghe đây, có chuyện gì vậy anh? Dạ, em đang trên đường về. Anh không cần phải lo lắng đâu. Anh bận thì để em tự về được mà. Vậy nha, anh ngủ ngon. Bye anh. Xin lỗi cô. Cô ơi có sao không? Cô đứng lên đi, tôi đỡ cô dậy. Cô có sao không? Mau về. Xin lỗi, rất xin lỗi. Tình cô, không sao đâu. Tình chị. Cô là người Hoa hả? Lý Hoa Hoa dành. Đúng. Hay. Tôi sao Việt Nam du lịch. Lý Lý. Còn cô? Lý coi Lý tù trộm mấy gì. Cô sang đây làm gì? Mũ à. Đừng nói cô cũng bị đá như tôi nha. Sách liệt nè. Tôi không sao. Không cảnh nhiều. Không sao. Tôi không sao thật mà. Thì ra thất tình nên mới say như thế này à. À, sư chị. Cô à, cô ở khách sạn nào nhá. Để tôi đưa cô về nhé. Không cần, cảm ơn. Tôi sẽ tự đi. Tôi phải tự đứng lên. Tôi sẽ làm được mà. Nhưng cô đã quá say rồi. Tôi làm được. Hãy để cho tôi về. Tôi đi hướng đây. Sư trẻ. Cô ơi. Này. Ê. Cô. Xin lỗi, cô cần gì ạ? Tôi cần chụp ảnh thôi à. Chỗ này đẹp quá ha, nó đặc trưng cho văn hóa phương Đông, nhất là người Hoa. Mà hình như là tôi thấy cô quen quen. Có phải là mới gặp hôm qua không? Đúng rồi, xin lỗi cô nha, hôm qua tôi say quá à. Mà sao cô nói rành tiếng Việt vậy? Có thể cho tôi xin chụp một tấm được không? À, chú. Được thôi, cô chụp ảnh tự nhiên. Xe xe. Cô là người nước ngoài hả? Tôi là người Hong Kong. Tôi thích phong cảnh của Việt Nam cho nên qua đây để du lịch chụp ảnh thôi mà. Thì cả trùng hợp quá. Tôi cũng là người Hong Kong nè.
Nhưng mà mẹ tôi là người Việt. Tôi nói tiếng Việt giỏi quá vậy. Tôi nói tiếng Việt giỏi sao? Vì tôi rất thích văn hóa của người Việt, cho nên tôi cũng tranh thủ học tiếng Việt nhiều lắm. Vậy thì tốt quá. Tôi sẽ có cơ hội được thực tập tiếng Việt với cô. Chúng ta làm bạn được không? Cô có thể làm hướng dẫn viên cho tôi được không hả? Được thôi. Khi nào cô muốn đi á thì cô cứ điện thoại cho tôi hoặc đến đây tìm tôi. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn nha, cảm ơn ông. Huệ Mẫn à, em đúng là thổ địa ở đây rồi. Không khí ở đây vừa mát mẻ mà đồ ăn lại ngon nữa. Thật ra thì lúc mới qua em cũng như chị thôi. Nhưng mà nhờ mấy anh chị qua trước dẫn đi đây đi kia, chỗ này chỗ nọ nên em mới biết đó. À, mà chị ở lại đây chơi bao lâu? Được 3 tháng. Dù gì thì ở bên đó cũng không có việc làm. Chị tính ở đây tìm việc để kiếm chút đỉnh tiền trong thời gian đi tham quan. Nhưng mà nếu như mà chị ở lâu như vậy mà ở khách sạn thì không tiện đâu. Đúng là vậy, khách sạn đắt quá. Chị định đến chỗ khu người qua tìm phòng thuê để ở, rồi đi tìm việc bán thời gian luôn. Khu người qua thì em nghĩ là hơi khó kiếm phòng trống đó. Bởi vì đa số họ đã định cư ở đây lâu, với lại họ cũng đã ổn định cuộc sống rồi. Vậy là chết rồi. Chị biết phải làm sao? Hay là chị tới chỗ của em đi. Chỗ của em cũng rộng lắm, mẹ em ở đây lâu rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà có thêm chị chắc là sẽ vui lắm đó. Nếu như vậy thì có tiện cho em không? Không sao đâu. Chỗ của em rộng rãi, em ở ít đồ đạc nên thoải mái lắm. Cảm ơn em nha. Được vậy thì tốt quá. Mà em ở một thân một mình ở thành phố này chắc là cực lắm hả? Em có nhớ nhà không? Cũng nhớ. Thật ra thì anh trai của em cũng đang ở đây. Nhưng mà tại vì em với anh cũng không có hợp nên ít gặp nhau. Vậy đó hả? Chị Du đi. Huệ Mẫn. Đã tới rồi thì chị vô nhà đi. Huệ Mẫn nè. Vali này biết ý thì kéo mới dễ. Để chị kéo được rồi. Được rồi. Dạ chị vô nhà đi. Cảm ơn em. Trời ơi. Gì vậy? Nghĩ sao vậy? Có mấy dĩa đồ ăn à? Thân thì là đàn ông con trai. Bài trí gì kỳ cục vậy? Rồi làm gì ăn? Có gì đâu thì để người ta sắp vậy cũng bình thường, có gì đâu. Nói còn cãi nữa. Làm vậy mai mốt làm được gì ăn? Làm ngự. Vô dụng. Nhìn tôi nè. Bà vô nhà ông chủ làm lâu chưa? Hỏi chi? Để biết lý do nào mà ông chủ chịu đựng được bà vậy. Nghe nè. Gì? Ông chủ qua Việt Nam lâu chưa? Cũng lâu lắm rồi đó. Từ cái hồi mà cậu chủ có chút xíu hà. Nè. Hả? Coi chừng miệng mồm của ông á nghe. Bóp xốp bếp xếp hả? Đâu có xốp gì đâu. Mà nghe đồn á, người qua đi đâu họ cũng hay đem theo kho báu lắm phải không? Ông chủ mình có không? Điên hả cha? Gì vậy? Nghĩ sao vậy? Thời này thời gì rồi mà có kho báu? Ông á nha, tôi để ý ông lắm á. Gì vậy? Bữa giờ ông thò mò thọc mạch chuyện nhà ông chủ, ông dòm ngó lung tung. Tính ăn cắp hả? Hay ăn trộm bậy gì? Bậy bạ không à? Hỏi cho biết không? Nè, để bên đó đi. Mà như ông chủ. Chú. Dạ mời chú ngồi. Tôi đi lấy đồ ăn nha.
Ngon ha. Cháu nấu nhiều món ngon đó. Dạ. Dạ chào hai cậu. Ngồi đi cậu. Súc à, hồi chiều Súc với Huệ Mẫn xuống xã sao rồi Súc? À, mọi chuyện thu xếp xong rồi con. Còn nhân sự cũng đã bố trí xong rồi. Nhờ có Huệ Mẫn giúp đỡ mà mọi việc suôn sẻ hơn rất nhiều. Con thấy chuyến đi của tiệm thuốc mình có vẻ hay đó. Nhưng mà ngày mai tiệm thuốc mình còn nhiều việc quá, chứ không con đã đi với mọi người rồi. Ủa, Minh Tuyết đâu rồi chị Lan? À, dạ, tôi cũng rành nữa. Hồi nãy á, tôi đang nấu cơm thì cô đi đâu á? Mà sao cứ mỗi lần tới giờ cơm là không thấy mặt mũi đâu hết vậy? Mời cậu. Con nhỏ này gọi điện không bắt máy. Thôi cả nhà mình ăn cơm đi Súc. Ăn cơm đi Tuấn. Dạ con mời Súc. Ăn cháo.